Lần đầu tiên khởi động thì đổ xăng, đổ nhớt đầy đủ đúng không? Kéo cái ra, bật công tắc và giật nổ thôi anh em. Anh em giật gọi là dứt khoát nha, đừng có giật mà kiểu giật là phải dứt khoát như thế này ha. Đó, anh em nghe tiếng ho không? Để thêm cho nó một cái nữa đi. Rồi, nhấn cái e gió vô. Đó, máy đó chúng ta bóp ra nha. Xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Vân Gia Lai nhé. Thì chúng mình anh em đây là con máy cưa Sony 76. Con này thì giá thì cũng rất là mềm thôi anh em, thích hợp cho những anh em nào mà dùng gia đình ha. Nếu mà anh em dùng gia đình mà lâu lâu anh em cần cắt những cái cây mà nó to to như kiểu thân mình này, thì con Sony 76 này vẫn đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em nha ha. Và nếu con này là con cưa Trung Quốc, tầm giá thì rất là mềm nha anh em. Nên nếu công việc của anh em là nặng, thường xuyên và liên tục, như chẳng hạn là khai thác, thì anh em nên kiếm những con máy nó mắc tiền hơn, chất lượng hơn một tí, thì chúng ta khai thác nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà riêng về nếu mà cưa gia đình á, có dạng anh em cưa vòng vòng trong vườn, lâu lâu đốn hạ cây xoài, cây bơ chẳng hạn, ví dụ vậy, thì con Sony này là anh em dùng thoải mái luôn. Giá thì cực kỳ mềm và trang bị những cái linh kiện trên máy cũng khá là ok nha anh em. Thì con này hiện tại trị giá có giá là 2.800.000 thôi anh em. 2.800.000, giá trên đã bao gồm phí vận chuyển miễn là tới nhà cho anh em nè, tặng anh em một chai nhớt Echo và một cây dụ xích Oregon chính hãng nha anh em. Và trong máy á, thì nó sẽ kèm theo cho anh em luôn là một sợi, một cây lam, cái lam Sunil. Và lam này là lam đầu là tinh luôn ha, đầu trượt luôn, lam trượt luôn chứ không phải là bi nha anh em. Thấy những cái máy mà phân khúc, cùng phân khúc với con Sunil này á, một là sẽ không có lam, hai á, nếu có lam thì cũng là lam đầu nhông thôi anh em ha, chứ không phải là lam đầu là tinh như thế này. Và lam đầu nhông thì anh em biết rồi đó, ở Việt Nam mình thì hầu như là không có chuộng cái lam đầu nhông đó anh em ha. Và kèm theo sở xích của Sony luôn, có nghĩa là mua cái này về là anh em chỉ cần về Roda là dùng thôi, cũng không cần mua thêm bất cứ một thứ gì nữa ha. Và ngoài đó chúng ta vẫn có một túi đồ nghề, trong túi đồ nghề này nó cũng đầy đủ đồ cho anh em mình có thể thao tác lắp những cái thứ đơn giản ở nhà nha, chẳng hạn như tiếp buri một đầu 19, một đầu 13 để bắt lam, hai con tán lam nha. Rồi trong này có tu vít chỉnh xăng nè, rồi lục giác 4, lục giác 5, một cây dũa theo hãng và một theo máy và một cái răng ba đà sóc ha. Cái này thì anh em thường gọi là hàm rồng á, để anh em bắt vào trước để chúng ta cặp vào gỗ á, rồi khi chúng ta cắt cho nó thuận tiện hơn. Thì con này thì test nổ cho một anh khách ở Đồng Nai anh em ha, nên trong cái video hôm nay thì sẽ test nổ và anh em tham khảo về con Sony 76 này nha. Giá khá là mềm anh em ha, thực tế ra tầm giá này thì anh em chỉ mua được những con máy gọi là bình thường thôi. Còn nếu mà muốn mua máy tốt ở tầm giá này thì chắc chắn là không có lam sơn anh em ha. Nhưng con này nó sẽ kèm lam sơn, kèm quà tặng nhớt dũa và miễn phí vận chuyển tận nhà luôn, thì cực kỳ ok trong tầm giá nha anh em ha. Về chất lượng hoàn thiện của cái máy thì anh em thấy rất là rõ là nó kiểu như là nó không có bị làm kiểu như là hàng rẻ tiền á. Hàng rẻ tiền anh em nhìn vào anh em biết liền nha, bởi vì như những cái côn này, rồi lóc máy này, nòng này, anh em nhìn vào nó làm rất là xấu, nó không có gia công đẹp, không có tỉ mỉ đâu ha. Nhưng con Sunil này thì khá là ổn trong tầm giá này anh em. Lần đầu tiên khởi động thì đổ xăng, đổ nhớt đầy đủ đúng không, kéo cái ra, bật công tắc và giật nổ thôi anh em. Anh em giật gọi là dứt khoát nha, đừng có giật mà kiểu giật là phải dứt khoát như thế này ha. Đó, anh em nghe tiếng ho không? Để thêm cho nó một cái nữa đi. Rồi, nhấn cái e gió vô. Đó, nổ máy đó chúng ta bóp ga nha, nó sẽ nổ với ga anti. Ok rồi ha, chủ yếu là chúng ta nổi và kiểm tra cái bộ bơm nhớt thì nó có hoạt động ok hay không thôi anh em ha. Bởi vì cái bộ bơm nhớt trên một máy cưa thì nó cũng hiếm bị lỗi lắm, chứ không có bị thường xuyên, nhưng mà cũng có con bị nha anh em, thậm chí là mấy hạng vẫn có con bị nha, nhưng mà nó không
Đó, và con này vẫn có cái ốc để em tăng chỉnh lượng xăng nhất, á lộn, lượng nhất bù cho nó xích ra ít hay nhiều ở dưới luôn. À, giờ nổ rồi thì giật một phát là nổ thôi. Tiếp nổ như vậy là ok le rồi đó anh em. Xong thì đó, như lúc đầu thì nói với anh em đó, nếu anh em nào mà dùng loanh quanh trong vườn ha, dùng ở nhà và với cái cường độ làm việc không cao thì có thể lựa chọn này là một con máy cưa gia đình, tầm phân khúc tầm giá cũng khá là mềm thôi ha. Con này thì xuất xứ Trung Quốc nha anh em, xuất xứ Trung Quốc nha ha. Nhưng trong tầm tiền này thì đảm bảo anh em là rất là ok rồi. Anh em nào quan tâm về con Sunil 76 này thì có thể liên hệ với số điện thoại ở dưới góc một chút thiện, hoặc là số điện thoại của dưới phần bình luận thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu cưa xích gia đình này, để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà thiện có ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo nhé.